Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dân Tộc Đài Bắc của mình. Hiện tại mình đang đứng ở trên gần chỗ vào bản của Hơ Mông người ở Pha Lin ở trên Trường Song các bạn ạ. Giờ trong tầm khoảng 9 rưỡi gần 10 giờ rồi, trời rất lạnh các bạn và đang mưa phùn một tí nữa. Chủ yếu hôm nay mình đến đây để chơi thôi và kiếm một cái hoa của cây rừng mình về ăn các bạn ạ. Cái loài hoa của lá mình hay gói để nướng thịt ấy. Hậu giềng ấy các bạn. Hiện tại mình đang đứng ở chỗ bản Pha Lin của Trường Song các bạn ạ. Đây bản đây. Thay đổi rất nhiều, cách đây tầm khoảng 3 năm thì mình đến đây thì rừng cây ở đằng kia này to lắm các bạn. Nhưng do mưa băng giá đợt trước ấy, mưa tuyết ấy các bạn, cây chết hết rồi, bây giờ mới bắt đầu phát triển lại các bạn ạ. Đây, đây. Ở cả bản này nghe bảo là chỉ có tầm khoảng 11 hộ thôi các bạn ơi. Đây, đây nhà ông này giống nhà người Thái quá các bạn. Ông gì? Đây đằng sau nhà có cái cây gì quả to lắm. Quả này rất chua luôn. Đấy, chưa nhà bác đấy. Ta lừa ảnh nữa, cái đây nhà ông có nhiều thóc đây. Ông phải bán đi các bạn ạ. Nhiều quá ăn không hết mà. Nếp nương nhỉ cái này ấy. Thóc này ăn rất ngon các bạn ạ. Nhất là gói bánh chưng ấy vào mùa Tết ngon lắm. Ông anh này đi mua về ăn đây này. Anh Dũng ơi. Đây con trai anh Dũng à. Không phải. À bác đây à. Quả của cây ở trên như này. Cái thuốc đào này các bạn nhìn rất đẹp luôn đây này. Ừ, ông bà hồi trước thì toàn trồng cây này để chế thuốc hút thôi các bạn, thuốc lào ấy. À, bà bảo là bà có 6 người con các bạn ạ. Ừ. Con mèo ho khe ma sẵn đây ý. Đi đây 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 má in đây má sổ mình đây. Má chi lử chứ nà. Ờ má. Tiếng Hơ Mông ở trên này gọi là quả chi lử các bạn ạ. Đúng lần đầu tiên mình nghe đấy. Đây nhìn quả to lắm, chua lắm các bạn, quả này. Nhìn hay nhỉ, nhìn quá hay luôn này. Cái lá nhăn nhăn này chắc bị sâu, chắc chùa lắm như này. Đây có quả này xong bắt đầu đại ra hoa ấy. Cái này chắc sai quá biết đấy. Được rồi. Đây.
nó không có xuống cái áo, nó phủ cái áo xuống hạt áo đó mà nó mua đi. Ở trên này nhiều chỗ mình thấy họ người ta trồng cây táo mèo này rất nhiều này, cây chân cha ấy. Nhà bếp này các bạn, rất rộng luôn. Đây, vợ chồng chú Trung này với vợ của anh Dũng và mẹ của Hằng sẽ đi kiếm hoa cây rừng các bạn ạ. Đây cũng lá cây rừng nhưng mà là loại khác các bạn ạ. Loại này thì không gói để nướng thịt đâu các bạn. Gọi là man cà meo ấy các bạn. Đây này. Hoa của nó đây này, hoa nhỏ này. Ăn ngon lắm. Thơm lắm các bạn ơi. Ừ đúng rồi đấy, cái này cho canh bon. Mẹ của Hằng vừa nhát. Nhanh tay lấy được mấy bông rồi các bạn ạ. Để cho anh xem các bạn ạ. Cái này loại này ngon quá. Ừ, loại này này. Bình thường thì mình chỉ đi mua ở chợ thôi, hôm nay lên trên bản của dân tộc Hơ Mông ở trên này thì mình kiếm quen. Đây thím Trung cất đây. Ăn quen á. Nói chung các anh em trên này thì chả thiếu cái ăn đâu. Hái nấm này, xong là những hoa cây này này, nhiều cái lắm, nhiều cái để ăn được lắm các bạn ạ. Đây dây điện này các bạn. Ở trên này thì thắp sáng bằng điện nước các bạn nhé. Chưa có điện lưới quốc gia cái lên đâu các bạn ạ. Này dây. Đây. Bụi của cây lá, cây rừng này. Cái này nướng thịt ăn thì hết ý các bạn ạ. Ở trên này thì nhiều lắm. Ừ. Này chú Trung đấy đang đấy này, đấy cây này nó họ nhà riêng mà nên là hoa nó ở trên ngọn cây của nó luôn này. Cái này già rồi, không ăn được rồi quá chắc rồi. Y nà. Non đâu. Non thật này, còn non này mình rất nhiều nấm nha các bạn nhé. Hôm nào mình phải rủ thím Trung với chú Trung lên hái nấm ở trên này về ăn. Mộc nhí xong là nấm đỏ đỏ ấy mình không biết tên nữa. Nhiều lắm. Nói chung là lên đây thì không thiếu cái ăn các bạn ạ. Ở trong rừng này rất nhiều luôn. Đây, ở đây có một cái ao này. Mà rừng rất nhiều chim luôn các bạn ạ. Chim hót nhiều lắm. Đây này còn rất non các bạn ạ. Mình phải ăn cái đã. Mình thích cái này ăn sống ăn luôn được mà. Chấm chấm chéo ăn các thứ hoặc là thế này mình ăn luôn, bây giờ mình ăn luôn thôi. Ngon quá các bạn. Đây, quả xoan rừng này các bạn. Đây, người ta cũng làm ao ở đây rất nhiều các bạn ạ. Thím Trung đang xuống dưới kia để kiếm thêm các bạn ạ. Đây, ở đây có một bụi chít này. Không biết có sâu chít không xem. Nhưng mà Sơn La của mình nghe bảo là không có. Trên Điện Biên có nhiều. Không có các bạn ạ. Nhìn sau đây nó.
cây phần đa chết hết vào đợt mưa tuyết rồi các bạn. Đợt đấy rất rét và nhiều băng giá luôn. Dưới kia các bạn, gần đường, đây, nhìn đẹp quá quả này, giống như hoa ấy, đẹp như hoa luôn, chín hết cả cây này này. Đây, ở bên kia cũng có nhiều quá này. Cái rau thím chung đẹp đấy, mua hôm qua bao nhiêu tiền con này đấy? Con này 70.000 cũng mua được các bạn, 70.000 da thế này, da mèo. Rất nhiều cây chuối rừng nữa. Quá nhiều luôn. Toàn cây chết khô hết rồi các bạn. Bây giờ bắt đầu tái sinh lại thôi. Cái này luộc ăn được đấy, ngon đấy cái này. Cũng ở Sơn La hết, cách nhau khá là xa đấy. Ôi, cái kia nở hoa rồi kìa. Nở hướng đấy. Đi vùi cho ăn cũng ngon phết đấy nhở. Đây này, nở hoa rồi này. Cho các bạn xem này. Này, hoa nó đây này. Đẹp chưa? Cái này nó già rồi. Nở ra cũng đẹp phết đấy. Nhị của nó đây các bạn. Nước người ta dấn nước vào ao các bạn. Nước của người ta đây. Rồi, về thôi các bạn. Đi kiếm chả được gì. Đây. Đây chả biết hoa gì đẹp lắm các bạn ơi, hình dung cho các bạn xem nhé. Rất đẹp. Nhà đầu tiên vào vàn nha các bạn. Này, cây sơn tra này các bạn. Đây, cái từng này thôi các bạn. Mình xin kết thúc video của mình tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Các bạn hãy like và chia sẻ, đăng ký để nhận những video mới nhất từ kênh. Cảm ơn các bạn.